Thưa các bạn, đây là cái sung ghép áp mình đã cắt khỏi cái mẹ được khoảng 10 ngày và đến nay thì nó vẫn đang rất ổn định và đang bật mầm này các bạn này. Đây, nó đang bật mầm đây và đang sống rất ổn định. Bây giờ mình sẽ mở băng cho bạn xem vết thương. Các bạn thấy vết thương nó đang đùn ở đây các bạn ạ. Các bạn nhìn phía bên này thì thấy vết thương nó liền tốt hơn này. Thế các bạn thắc mắc hỏi tại sao bây giờ tôi không cắt cái dây này. Cái dây này mình buộc lại để mình giữ cái cây này cho cố định. Vì bây giờ nếu mà gió lay hoặc là con chó con mèo nó đạp qua thì nó có thể bung cái vết này. Và mình giữ dây này lại thêm một thời gian. Đây các bạn thấy vết thương nó đã liền đây. Bây giờ mời các bạn xem lại cái vị trí cành này được ghép từ một cái cây mẹ. Cây này lúc trước mình ghép từ đây các bạn này. Chắc các bạn còn nhớ cái chỗ này đúng không ạ? Đây là cái chỗ mình ghép đây các bạn này. Đây, lúc mình ghép nó nằm đây. Và bây giờ cái vết thương nó đang liền ở đây các bạn, nó đang đồn ra đây. Đây các bạn thấy đây, cái ghép này tỷ lệ thành công rất cao. Các bạn chỉ cần tưới nước cho cái bầu đất này nó ẩm liên tục để cho cây nó sống là thành công thôi. Và cái video ghép cây này cụ thể thì tôi sẽ để ở phần mô tả cho các bạn xem. Các bạn có thể bấm vào đây để xem.